is V. Pham Hoc. I'm an immigration attorney. I know that there are a lot of questions regarding our immigration. So give me a call at 619-997-7493 for free consultation. We specialize in EB-5 investment visa, employment visas, student visa, and sponsorship. Khi ship từ đầu đến cuối, nếu có trục trặc, có trở ngại, có bất cứ cái vấn đề gì, cứ quay trở lại mà gọi her thì lúc nào cũng được hết. We're here to help you because I am an immigrant myself and I know what you guys are going through. So give me a call. Vân Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV và chào mừng quý vị trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống ngày hôm nay với luật sư V. Pham Hoc, luật sư chuyên về di trú tại San Diego. Trước hết Vân Anh xin chào luật sư V. Dạ, chào chị Vân Anh và chào khán giả VNTV. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa thì Vân Anh xin được nhắc lại luật sư V là luật sư chuyên về di trú, có văn phòng tại San Diego và tại Sài Gòn, luật sư chuyên lo về luật di trú, bảo lãnh cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em, và làm visa, du học, du lịch, lao động, thẻ xanh và đầu tư trong suốt thời gian qua tại San Diego của chúng ta. Thưa luật sư, thì ngày hôm nay trong cái topic của chúng ta sẽ nói chuyện về du học sinh, về student visa. Thì trước hết luật sư có thể nhắc lại về cái student visa là như thế nào? Dạ, thưa chị và thưa khán giả, đi du học là bà con mình đó là phải trước là apply cho một cái trường ở nước Mỹ, rồi khi mà trường nó nhận mình đó là mình phải trả tiền cho cái application, rồi sau khi đó là mình phải đi phỏng vấn, mà khi mình đi phỏng vấn đó là mình phải chứng minh tài chính, và khi mà chứng minh tài chính thì mình phải đưa cái thứ nhất là tài chính, cái thứ hai là mình phải phỏng vấn là mình phải nói là mình có liên tiếp gì đó ở nước Việt Nam mình, là tương lai mình sẽ về nước, chứ không phải là mình có ý ở luôn nước Mỹ. Khi mà mình đậu phỏng vấn rồi, người ta sẽ đưa mình cái visa để cho mình qua Hoa Kỳ mà mình đi học du học. Dạ vâng. Vâng, thưa luật sư, như vậy thì đó là luật sư Vi nhắc lại về student visa. Và thưa quý vị, trong tuần lễ vừa qua thì đã có một cái thông báo từ cơ quan di trú liên bang gây xôn xao cho các du học sinh và đặc biệt là trong cộng đồng người Việt Nam của chúng ta, không những chỉ du học sinh mà cho các vị phụ huynh kể cả Hoa Kỳ lẫn ở Việt Nam rất là hoang mang và rất là lo ngại. Đó là cơ quan di trú liên bang đã ra một cái thông báo là sinh viên nào mà nếu mà học chỉ có lấy online không thôi, tức là chỉ có lấy lớp học qua internet thì sẽ đối diện với nguy cơ phải trở về nguyên quán, tức là trở về nước của mình cư ngụ. Chúng ta có rất là nhiều du học sinh, tức là international student ở mọi nước khác nhau chứ không phải là Việt Nam, phải không luật sư Vi? Mấy người mà gọi mấy học sinh mà gọi international student đó là du học đó chị, là Vi đã nói là cả thế giới đó là hơn là 1 triệu người. Nhưng mà dạ rất là nhiều chị ơi, cho nên bà con mình không đó là khoảng 31.000 người. Vâng, thưa quý vị, luật sư Vi vừa mới cho chúng ta biết là cái số lượng mà sinh viên Việt Nam du học sinh tại Hoa Kỳ là gần 31.000 du học sinh. Thì luật sư có thể cho biết cái thông báo vừa qua của cơ quan di trú liên bang về những người du học sinh là nếu mà chỉ có lấy những cái lớp online hay không không thôi đó thì phải trở về nước. Dạ. Chị lại TV đó là Vi muốn nói trước là khi mà cái mình du học đó mà online đó là di trú nó cho mình làm online, nhưng mà một semester là mình chỉ có được lấy một lớp thôi. Cho nên không có thể là lấy cả lớp mà mình học du học được. Cho nên cái luật này mới là tại vì cái dịch mà nó ra. Cho nên giờ tại vì mình bị dịch, là tới dịch là mình phải cách ly. Mà khi mà cách ly đó là trường nó không có muốn học sinh vào lớp học mà để dịch nó lên hơn. Vì vậy mà giờ đó là nhiều lớp mà nhiều trường mà fall semester 2020 đó là nó đổi về từ mà mình tới trường cho tới mình trên online. Cho nên thứ hai là ICE là Immigration and Customer Services, là giống y cảnh sát của di trú đó, là nó enforce là nếu mà học sinh nào mà chỉ 100% mà lấy lớp online
là có thể bị trục xuất về nước của mình, không những mà nước Việt Nam mà cũng là các nước khác cũng vậy đó chị. Như vậy thì các du học sinh người Việt Nam của chúng ta phải đối diện với một cái nỗi lo sợ như thế này thì các em phải cần làm như thế nào? Tại vì nói là trở về nhà thì bây giờ đâu có máy bay và đâu có đi về được Việt Nam phải không luật sư? Và thêm nữa là nếu mà trở về Việt Nam thì mai mốt khi mà hết cái đại dịch này rồi thì các em có trở lại được hay không? Thì đó là cái nỗi lo sợ và hoang mang của các em học sinh hiện nay. Dạ thưa chị, giờ về Việt Nam là không có phải là chuyện dễ. Là giống như là tại vì cái dịch, cho tại vì Mỹ là dịch quá chừng Hoa Kỳ, cho nên về nước Việt Nam hoặc nước khác cũng rất là khó, cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai nữa là bà con đã trả tiền cho cái học đó rồi, mà học là học ở trong lớp chứ không có phải là học online. Là điều thứ ba là khi mà bà con học sinh mà trở lại Việt Nam đó là có thể không có thể trở lại Hoa Kỳ được. Tại vì mình phải chứng minh là mấy cái lớp này là có thể vào lớp học chứ không phải là online. Với y trú với là đồng ý cho học sinh trở lại nước Hoa Kỳ. Vâng thưa quý vị, có rất là nhiều những cái ý kiến của các vị phụ huynh và của các em du học sinh cho rằng các em du học sinh đó đã trả tiền rất là cao để mà được sang bên này học. Thì một cái dữ liệu từ luật sư Vi cho biết là du học sinh người Việt Nam của chúng ta đã trả 881 triệu đô la cho cái tiền học vào năm 2018. Đây là một con số khổng lồ, và một con số này nó cũng đóng góp cho cái kinh tế của Hoa Kỳ, phải không luật sư? Như vậy thì các em cần phải làm gì? Hiện nay luật sư có thể có cái lời chia sẻ gì với các em? Dạ, quan trọng nhất là Vi nói là mình đừng có cho cái visa của mình mà nó hết hạn mà không hoàn cho không có làm gì hết. Là tại sao nó sẽ ảnh hưởng tương lai mấy học sinh qua lại Hoa Kỳ? Mà điều thứ hai là nếu mà cái trường mình mà nó chỉ online không, thì Vi khuyên học sinh du học nên kiếm một cái trường khác để cho mình đổi từ cái online only cho tới mình đi trên lớp mà mình học. Là cái điều đó rất là quan trọng, là mình kiếm là kiếm bây giờ chứ không phải là nước Việt Nam mình, nhưng mà học sinh nước khác cũng đi kiếm là như vậy đó chị. Nhưng mà khổ nổi là bây giờ chúng ta thấy các trường hầu như là hoàn toàn là online hết rồi, thì làm sao kiếm lớp? Luật sư thấy là vẫn có trường học ở lớp hả luật sư? Dạ có, cũng có, mình phải kiếm, nhưng mà cũng có là mấy cái trường là tại vì cái luật này nó mới xuống thứ hai, cho nên mấy cái trường là cũng phải bắt buộc là nếu có dịch không dịch cũng bắt buộc là phải mở để cho học sinh tới trường, tại vì quá là 1 triệu học sinh du học mà bị affect tại vì cái luật này mới xuống hôm thứ hai, cho nên nếu học sinh mà cần giúp đỡ mà đi kiếm trường mà trong đi học đó thì liên lạc văn phòng của Vi có thể giúp được. Và chúng ta cũng biết là có nhiều học đã lên tiếng phản đối cái dự luật này, luật sư cho ý kiến về điều này. Dạ, tại vì mấy cái trường, đặc biệt cái trường mà nổi nhất mà mình biết là John Hopkins University, là John Hopkins hôm thứ ba là đã sue USCIS về cái luật này mà mới xuống hôm thứ hai, cho nên bà con stay tuned coi thử là cái luật này nó như thế nào. Dạ, theo cái luật của Hoa Kỳ đó, là trong một semester là mình chỉ có được một lớp online thôi. Ví dụ mình lấy 5 lớp đi, là chỉ có một lớp là mình online và 4 lớp khác là mình phải vào trường mình học. Nhưng mà tại vì dịch cho nên cái điều đó là không có thể xảy ra được, mà không có vì học sinh muốn làm online mà tại vì cái situation nó forced học sinh mình phải mà chọn online chứ không phải là học sinh muốn lấy lớp online. Dạ vâng. Luật sư Vi có lời gì với các em học sinh để cho các em có thể yên tâm, không có phải lo sợ và kiếm
cái phương cách để mà không có ở trong cái tình trạng là phải buộc trở về Việt Nam? Vi cũng là, Vi hiểu là giờ bà con, especially là students online đó, là rất là hồi hộp về cái chuyện này. Cho nên bà con mà cũng từ từ mà tính, nếu mà cần cái gì mỗi thứ về học sinh hay cái gì giờ là học thì gọi văn phòng của Vi. Vi sẽ 100% giúp và góp ý kiến cho bà con miễn phí. Tại vì giờ, bây giờ là chuyện nó rất là nổi động, cho nên bà con rất là lo. Cho nên vì vậy mà Vi cũng muốn giúp bà con. Cho nên mình quan trọng là đừng có cái visa để cho nó quá hạn. Với là cái thứ hai là bắt đầu kiếm bây giờ để mình đổi trường từ online cho trường nào mà mình có thể đi vào trường học được. Rồi khi mà mình enroll trong cái đó rồi đó, thì mình có thể tính sau về cái degree của mình. Dạ vâng, cảm ơn luật sư Vi rất là nhiều. Và một lần nữa, các em học sinh, du học sinh đang hiện diện tại Hoa Kỳ có đi học, thì mong là các em sẽ bình tĩnh để mà đối phó với lại cái dự luật này. Nó đã gây ra sự sợ hãi và hoang mang cho các em trong suốt một tuần lễ vừa qua. Tuy nhiên, chúng ta cũng có rất là nhiều sự giúp đỡ như là các văn phòng luật sư và đặc biệt là luật sư Vi của chúng ta tại San Diego, để cái bước đầu tiên mà các em cần làm đó là kiếm lớp học đến ngay trường chứ không phải online. Chúc cho các em thành công. Cảm ơn luật sư Vi cho buổi nói chuyện ngày hôm nay rất là nhiều. Và nếu mà chúng ta có những cái tin tức cập nhật thì mời luật sư Vi đến để chia sẻ với quý trong gương ha, luật sư Vi ha. Dạ, cảm ơn chị Văn Anh và cảm ơn VNTV. Dạ, cảm ơn sự chỉ lắng nghe của quý vị và các bạn, và xin thân ái chào tạm biệt.